Rồi em chào tất cả anh chị nha. Thì anh chị nào mà đam mê cái dòng Land Cruiser mà ở thế hệ 7X, 8X sẽ biết vào năm 2001 hay 2002 em cũng không nhớ rõ nha. Thì Beer Tiger có một cái chương trình rất là đặc biệt. Mà cái câu nói đó bây giờ anh chị nào mà chơi cái dòng Land Cruiser nó vẫn in sâu trong tiềm thức. Bật nắp Tiger, trúng Land Cruiser. Đó, thì tại sao Ngọt để cái lon bia ngày hôm nay trên cái nắp capo xe là có lý do hết nha anh chị, chứ không phải là mình uống bia xong mình lái xe nha. Đó là luật rồi nha anh chị, không nên uống rượu bia khi lái xe nha, mà không được luôn á. Đó, thì lát hồi Ngọt sẽ cho anh chị biết lý do là tại sao Ngọt để cái lon bia Tiger trên đây. Rồi em vào vấn đề chính nha. Thì hôm nay Ngọt đang bán cho anh chị Land Cruiser. Cái này là thế hệ FZ80, thì anh em thường gọi là Land 80 á anh chị. Cái dòng lăn 80 này thì sản xuất năm 1997 và đặc biệt chất xe ngày hôm nay Ngọc bán cho anh chị là chất xe siêu cạp nha. Mình không dùng từ cạp nữa, mình phải nói là siêu cạp nha. Nước sơn trên xe này anh chị nhìn nha. Đó là zin hết cả thân vỏ luôn nha. Và đặc biệt keo chỉ là nguyên zin nha, không mất một phân nào, là đồng zin 100% anh chị, chưa qua làm đồng nha. Nước sơn zin đó, anh chị nhìn thấy đó. Đó, em để nguyên cái chất zin như vậy, em không bắn, không dặm gì nha anh chị. Đó, để cái chất zin như vậy nè. Đó, mà anh chị nghĩ đi, thử nghĩ một chiếc Land Cruiser ô tô nha anh chị, chứ không phải xe máy. Ô tô thì nó khác xe máy. Một chiếc ô tô mà tính tới thời điểm này từ năm 97, 27 năm rồi anh chị. Năm nay là 2024, 27 năm rồi mà nước sơn nó còn nguyên zin như vậy. Bây giờ thị trường ở ngoài còn được bao nhiêu chiếc đâu anh chị. Đó, thì cái xe này là gốc là của Ngân hàng Nhà nước tỉnh Bình Thuận thanh lý ra. Thì bây giờ đã ra biển trắng là về tên tư nhân rồi anh chị. Cho nên bây giờ là xe chính chủ rút hồ sơ sang tên toàn quốc nha anh chị. Đó, thì chỉ có những chiếc xe mà của nhà nước á, họ thanh lý ra á, thì mới còn được nguyên zin như vậy thôi. Chứ nếu mà xe mà của dân mình xài mà mua từ ngày xưa tới giờ anh chị, đó, gần như là nát hết rồi anh chị. Nó không còn những cái xe zin nguyên bản đâu, nhất là những cái đời mà FZ80 này nè. Đó, anh chị thấy những cái con lăn 100 hay là lăn 105 á, anh chị kiếm những cái chất xe mà chiếc xe cạp á, chiếc xe zin nó vẫn còn nhiều anh chị. Đó, những cái dòng mà đời thấp á, đời càng thấp kiếm xe đẹp nó lại càng khó nha anh chị. Đó, thì đa số là nếu mà xe tư nhân anh chị, xe của dân mình xài nó nát hết rồi anh chị. Đó, thì những anh em người ta sẽ lấy đi địa hình, đi upload này kia. Đó, sử dụng qua theo năm tháng thời gian cái xe nó cũng không còn được nguyên bản đâu. Từ nước sơn cho tới đồng sơn này nó không còn được nguyên bản đâu anh chị. Chỉ có xe nhà nước mình thanh lý ra mới còn được đẹp như vậy thôi. Đó, nước sơn zin nè anh chị. Anh chị nghe nè, anh chị nghe. Anh chị nghe, nó không có một miếng bã nào luôn á. Đó, đó anh chị nghe không? Toàn sắt với sắt không, sắt với tôn á, tôn không mà anh chị. Đó, nó không có chét mắt tích mà. Đó, nước sơn zin đó. Đó, em đợi cái chất zin như vậy luôn, em cũng không bắn không dặm gì hết. Đó, mà nước sơn zin tính tới thời điểm này là vậy còn quá đẹp rồi anh chị. Đó, 27 năm cho một cuộc tình, giữ gìn được một con xe như vậy là quá đẹp. Tại vì ngân hàng nhà nước á, người ta chỉ đi lanh quanh ở trong tỉnh thôi anh chị. Lanh quanh ở trong tỉnh người ta giao tiền thôi. Xe này là xe chở tiền nha anh chị. Người ta giao tiền thôi anh chị. Đó, đăng ký là 6 chỗ ngồi nha. Đó, thì bây giờ Ngọt sẽ mở bên trong nội thất em cho anh chị coi. Nội thất là zin nguyên bản, zin mà phải nói là zin cạp, zin đẹp luôn á, chứ không phải là zin mà tầm thường đâu anh chị. Đó, tại vì con xe này á là con xe em lấy em làm chân đi. Từ hôm bữa giờ là em lấy em chinh chiến, em trải nghiệm rất là nhiều nơi rồi anh chị. Đó, tầm khoảng đâu đó là em trải nghiệm tầm khoảng đâu đó là tầm khoảng gần 1.000 cây rồi anh chị, gần 1.000 cây rồi đó. Đó, đi các tỉnh. Đó, xe này là để mua về là để phục vụ cho gia đình của em. Nhưng mà ngày hôm nay thì trải nghiệm xong rồi, em kiếm được một cái dòng xe khác. À, xe khác mà nó cần cái nhu cầu mà em trải nghiệm nhiều hơn, cho nên em sẽ chia sẻ lại cái xe này cho anh chị, em đăng lên em bán ha. Đó, thì cái vỏ này nè anh chị, vỏ này nè, vỏ là em mới thay bốn cái vỏ mới luôn. Chính em là người mua thay mới luôn bốn cái vỏ nha anh chị nha. Trước khi đăng kiểm là em thay mới luôn. Đây nè anh chị, vỏ mới em thay chưa chạy được 1.000 cây luôn nè anh chị. Đó, anh chị nhìn mấy cái gai vỏ của nó nè, râu ria của nó còn nguyên hết đó. Em mua 4 cái vỏ là gần 20 triệu, mười mấy triệu, gần 20 triệu anh chị. Đăng kiểm thì em cũng mới vừa đi đăng kiểm mới hôm rồi luôn. Trước khi mà em mua cái xe này về là em làm tất cả hết. Đó, đăng kiểm mới luôn nè. Tới tháng 3 năm 2025, đăng kiểm mới cho anh chị luôn nè. Đó, về phần máy móc con xe này thì khỏi phải bàn rồi anh chị. Đó, riêng con xe này nha anh chị, em bao cho anh chị luôn. Đi từ thành phố Hồ Chí Minh ra tới Hà Nội xong anh chị vòng một cái tour về lại ngược nữa.
anh chị vẫn đi khỏe luôn nha. Đó thì anh chị mà chơi cái dòng lăn cruiser này đó, anh chị sẽ quan tâm tới cái vấn đề mà xăng cộ đúng không, cái nhiên liệu nó tiêu hao là bao nhiêu đó. Thì con xe này á, là máy là 4.5 nha anh chị, máy 4.5 thì tất nhiên rồi, anh chị nhìn cái xác xe như vậy đó, nó phải tiêu hao nhiên liệu nhiều hơn những cái dòng xe khác mà máy lớn nó 4.5 nha anh chị. Đây nè, cái tem zin của nó còn luôn nè, 4.5 nè anh chị thấy không đó. Máy xăng nha anh chị, xăng đó, tất nhiên là nó phải tiêu hao nhiên liệu nhiều hơn những cái xe khác rồi. Anh chị mà nói á, anh chị mà em không biết là những cái tin đồn thổi như thế nào về cái dòng lăn cruiser này đó, nói là chạy hai mấy 30 lít 100 cây là không có nha anh chị nha. Đó riêng con xe này nha, chính em là người test trực tiếp cái xe này thì em biết, em đo tầm khoảng làm 13,5 lít tới 14,5 lít 100 cây đó. Thì nếu mà chạy đường trường anh chị, nếu mà chạy đường trường không nha anh chị, 100 cây thì tầm khoảng 13 lít rưỡi anh chị đó. Nếu mà đường trong thành phố mình đường kẹt xe nó tầm khoảng 15 lít rưỡi thôi anh chị đó. Những anh chị nào mà đang sở hữu cái dòng Land Cruiser này mà nói mà chạy hai mươi mấy lít nha, hai mấy lít 100 cây nha, thì nên coi lại máy móc như thế nào, coi lại bình xăng như thế nào ha. Đó chứ xe của em á, là zin đó, chạy thì chỉ có tầm khoảng mười mấy lít thôi anh chị. Em cam kết cho anh chị luôn, đây là em cam kết trên clip luôn, nếu như con xe này anh chị chạy ở đường trường nha, đường trường nha, anh chị chạy nếu mà 18 lít 100 cây nha, đem qua bên đây trả xe lại, em hoàn trả lại đủ tiền cho anh chị luôn, không thiếu 1.000. Em cam kết như vậy luôn, là anh chị biết em mạnh miệng em nói vậy là em đã test thực tế cái xe này rất là nhiều lần rồi, em mới dám bao cho anh chị ha. Đó rồi thì bây giờ em sẽ không để anh chị đợi lâu nữa, em quay bên trong nội thất cho anh chị coi, mà anh chị nhìn mấy cái đẹp si ta nắm cửa nè, đẹp ghê không đây. Đó đó anh chị nhìn ha, rất đẹp, rất đẹp, kiến zin đó, mình thùng thẳng lăn không cứng không mớp, không có làm đồng bất cứ một cái chỗ nào nha anh chị. Đây mở bên trong nội thất cho anh chị coi nè, ở trong nội thất phải nói là siêu siêu cạp luôn nha anh chị. Đó đây em quay cái đồng hồ cho anh chị coi trước nha, anh chị nhìn đồng hồ nè, 30, đây 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 anh chị nhìn đồng hồ nha, 30 mấy vạn hả anh chị ha, đây là anh chị 30 mấy vạn. Nhưng mà thực tế con xe này á, đây là anh chị 30 mấy vạn làm gì mà còn được vậy, nhưng mà thực tế con xe này á là chạy tầm khoảng 10 cho tới 12 vạn thôi nha anh chị. Nhưng mà xe nhà nước thì người ta chỉ có quay đồng hồ lên thôi, người ta không có tua đồng hồ xuống đó. Thì tại sao xe cơ quan nhà nước người ta quay đồng hồ lên thì cái đó thì anh chị tự tìm hiểu nha, chứ em thì không nói mắc công mà đụng chạm này kia lắm. Xe nhà nước người ta chỉ quay đồng hồ lên thôi anh chị, còn xe mà ví dụ mà anh em cửa hàng người ta bán người ta sẽ quay đồng hồ xuống, còn xe nhà nước người ta quay đồng hồ lên thôi. Cho nên anh chị nhìn cái vô lăng của nó phải nói là cực cực đẹp luôn anh chị đó, vô lăng nó còn như mới vậy đó. Xe này em nghĩ là dưới dưới 10 vạn luôn á, chứ không phải là 10 vạn đâu anh chị, dưới 10 vạn luôn á. Tại vì anh chị nhìn cái chân côn của nó, chân côn chân ga chân thắng là nó không có bị hao mòn luôn nè, nhìn anh chị đó, nhìn là nội thất của nó cỡ này mà, nội thất zin nguyên bản mà cỡ này mà anh chị. Rồi bây giờ để Ngọc quay ra cái phần keo chỉ bên cánh cửa cho anh chị coi ha, đây này. Nguyên zin hết anh chị, không có mất một phân nào hết đó, keo chỉ nè. Một chiếc xe thật sự với anh chị là em quay rất là chi tiết, cụ thể, rõ ràng từng góc cạnh luôn á đó. Đó, nhất là những cái xe giá trị cao em sẽ quay rất là rõ nha. Cho nên khi mà anh chị coi clip á, cuối clip em sẽ báo cái giá. Thứ hai á là tình trạng xe như thế nào trong clip em đều nói hết. Đó, anh chị nhìn nè, những con ốc nè. Đó, nước giam của nó còn hết luôn anh chị. Đó. Thì mong anh chị hiểu một điều là một chiếc xe em quay rất là rõ rồi, cho nên anh chị đừng yêu cầu em là phải gửi hình qua Zalo cho anh chị nha. Anh chị cứ coi clip đó, em quay rõ ràng chi tiết, được thì liên hệ số điện thoại của em để mà anh chị mua ha. Đây. Tiếp theo nữa là anh chị. Máy ốc này còn chưa có dấu mở ra luôn mà. Đó, ốc bản lề cửa này zin hết nè. Đó, ở trong đây mà nó còn không có bị mục, không có bị rỉ gì hết nha anh chị nha. Đó. Nguyên zin hết. Bây giờ mà kiếm một con lăn cruiser mà cỡ này hơi bị khó đó. Đó, cái chân nỉ zin luôn nè. Xe này là em cho vệ sinh nội thất sạch sẽ hết rồi, tại vì xe gia đình của em đi á, cho nên em kỹ lắm anh chị. Đó, máy ốc bản lề cửa nè. Đây nè. Đó. Đó. Đó.
Đó. Được một cái con xe này em, anh chị biết em thích là anh thích gì không? Đó. Nó phải nói là nó đơn giản. Phải nói là dùng từ chính xác là nó tối giản luôn anh chị, nó tối giản là tất cả là mọi chức năng của nó là xài bằng cơ hết anh chị. Đó, từ kiến cũng quay tay nha, cho tới những cái nút điều hòa nè. Đó, cái nút chỉnh mà máy lạnh điều hòa nè anh chị. Đây nè. Em quay cho anh chị coi. Đó, anh chị thấy không? Cũng chỉnh tay hết. Đó, anh chị thấy không? Nó còn như mới vậy đó. Đó. Đồng hồ luôn nè, có đồng hồ luôn nè. Đó, đó, đó. Hiện đúng giờ luôn á. Đó. Đó, nó đều là chỉnh tay hết anh chị. Đó, nó không có một cái chức năng gì gọi là xài bằng điện hết anh chị. Đó, tất cả đều chỉnh tay hết. Đó. Được một cái anh chị. Cái lợi thế của con xe này á, càng tối giản, càng đơn giản nó lại càng bền. Đó, cái gì mà xài bằng công nghệ điện nhiều quá nó sẽ dễ bị hư lắm anh chị. Theo thời gian năm tháng nó dễ bị hư lắm. Còn con xe này anh chị xài tới bao giờ nó mới hư nổi những cái chức năng mà nó xài bằng cơ như vậy đúng không? Đó. Rồi, bây giờ tiếp theo nữa là em quay phần đằng sau cho anh chị coi ha. Đây nè. Đây anh chị. Những cái tay nắm cửa mà của cái dòng mà lăn 80 này nó là cái tình trạng chung rồi anh chị. Cái này là cái nhựa anh chị, theo lâu ngày năm tháng á, cái nhựa nó bị lão quá anh chị. Đó, nó bung hết rồi. Đó. Không có cái xe nào mà nó không bung cái chỗ này đâu anh chị. Cái này là bệnh chung mà. Còn nếu mà nó muốn không bung thì giờ mình phải tút tát này nọ lại, mình phải làm lại thôi anh chị. Đó, nhưng mà cái chất zin em để vậy đó. 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 Quan trọng nhất là cái da của cái dàn tắp ly nè. Đây nè. Đó. Đây. Đây nè. Nó như mới vậy đó. Đó, kiến quay tay hết. Rất là tối giản luôn á. Đây nè, dạt tàn thuốc nè. Đó, keo chỉ nè. Đây nè. Mấy ốc này chưa thấy có dấu tháo luôn á. Cái tem của nó còn đây luôn, ghê chứ. Đó. Đó. Đồng zin hết nha anh chị. Đây nè. Đó, mấy cái này cũng chưa có dấu tháo luôn ha. Đó. Ghế đẹp ghê không? Ừ. Còn đầy đủ hết. Ừ. 6 chỗ nè anh chị. Có băng ghế sau luôn. Đó. Rồi ha. Để bây giờ Ngọc quay tiếp cái khung gầm cái bọng về cho anh chị coi ha. Rồi bây giờ em quay phần tiếp theo bên đây cho anh chị coi ha. Đây nè, bên đây cũng là nước sơn zin cả thân vỏ luôn nè anh chị. Anh chị nghe. Nó không có một miếng mát tích nào luôn. Đó, đã ghê không? Đây, em mở cửa, em quay bên trong phần bên đây cho anh chị coi ha. Đây nè, cái nẹp xi tay nắm cửa nè. Cực đẹp. Đây. Đó, anh chị nhìn những cái chỗ mà tay nắm cửa bên trong anh chị. Đó, nó đều bị hết bốn cái luôn nha. Đó, tại vì những cái xe này á, là nó theo thời gian năm tháng rồi bắt buộc là phải bị rồi anh chị. Cái này là do nhựa, nhựa nó bị oxy hóa anh chị. Đó, nó bị lão quá, đó nó bị lão quá bắt buộc phải bị thôi. Đó. Rồi tiếp theo nè, đó cái tem Raco nè, đó hiếm cái xe nào mà còn giữ được cái tem này lắm. Đó, cái tem này là cái tem zin mà trong khi mà hồi xưa mà từ nhà máy xuất xưởng ra nó có cái tem này nè anh chị. Đó, đây anh chị thấy bên này mà nó còn 7 màu luôn. Đó, ra nắng đó, nó lên 7 màu luôn á. Đó. Đây nè. Đó. Đẹp ra không? Anh chị nhìn nè. Đó. Như mới vậy nè, gam xanh lè luôn. Em nói thật sự với anh chị, mà khi mà em mua cái xe này á, là trước đó là Ngọt đi coi rồi, Ngọt kiếm mười mấy con lăn á, đi coi tầm khoảng mười mấy con lăn á anh chị, mà không có xe nào em vừa ý á. Em lựa mười mấy chiếc mà trong khi đó em mới mua được một chiếc này á, em đi coi mà đi tham khảo khoảng mười mấy chiếc á, mà em mua được có một chiếc này thôi anh chị biết rồi đó. Đó, tại vì xe mà để gia đình mình sử dụng á, mình kỹ lắm anh chị, mình lựa xe kỹ lắm. Đó. Đây nè, cái dàn tắp lô của nó phải nói đẹp kinh khủng, đẹp khủng khiếp luôn. Đó. Nó xe nhà em đi có sẵn để mấy cái này đó, anh chị thấy đó. Quá đẹp. Rồi bây giờ em sẽ tiếp theo em sẽ cho anh chị coi cái bọng về với lại cái khung gầm của xe này cực đẹp. Mâm này. Cái mâm này là mâm zin nha anh chị, mâm nhôm zin luôn nha. Đó, chưa có qua mà chùi rửa gì hết nha anh chị nhìn cái keo zin của nó này. Đó, lâu ngày theo năm tháng nó lên cái bong keo này. Đó, đẹp ghê không? Đây. Đó.
phải nói khung rầm sexy con này phải nói là cực cực đẹp luôn nha anh chị. Đây đó, đẹp ghê không, nó như mới vậy đó. Ở đây dính dơ nha anh chị nha, nó dính dơ thôi đó. Đó đây nữa nè, quá đẹp nè anh chị, nhìn cái dàn khung xương của nó nè. Đó, một chiếc xe anh chị thấy không, cái xe máy em đây quay đã kỹ rồi anh chị, cái xe hơi em quay còn kỹ hơn xe máy nữa, tại vì xe hơi nó ngàn ngàn cái chi tiết, hàng ngàn chi tiết để mình quay, cho nên cái clip nó dài lắm anh chị. Đó, không phải là như xe máy. Đó, xe máy cái tính em nó kỹ vậy đó, em quay kỹ à, xe máy từ xe máy cho tới ô tô luôn nha anh chị nha, em quay rất kỹ đó anh chị. Nhìn dàn sexy của nó đó, đây quay xuống nè, đây nè đó. Cái này em muốn nằm xuống luôn rồi đó, em muốn nằm xuống cái xe luôn rồi, em quay cho anh chị coi rất là tâm huyết luôn đó. Quay vậy rất là tâm huyết cho anh chị coi luôn đó. Để mà anh chị ở xa đó, anh chị còn có thể mua xe của em được là vậy đó. Đó. Rồi, quá chi tiết rồi ha. Bây giờ em sẽ mở cái nắp capo xong em nổ máy, em cho anh chị nghe cái tiếng máy của xe này cực kỳ đã luôn. Rồi bây giờ em sẽ nói cho anh chị nghe cái lý do mà tại sao hồi nãy Ngọt để cái lon bia trên cái nắp capo ha. Ngọt đem theo cái lon bia là có lý do hết nha anh chị. Đây nè, anh chị nhìn nè. Đó, xe đang nổ máy nha anh chị, hiện tại là xe đang nổ máy đó. Xe đang nổ máy đó. Mà em nói anh chị nghe, cái cục máy này nó êm kinh khủng tới nỗi mà khi mà nhiều khi á anh chị, là em dừng đèn đỏ, em đậu xe đèn đỏ đó, em chờ đèn đỏ đó, em nghĩ là cái xe nó mất găng ti không á. Nó nhuyễn tới cỡ đó đó anh chị. Em tưởng là xe mất găng ti không á anh chị, mà khi mà nhấn ga vô mới biết là nó còn găng ti, là nó đang nổ máy anh chị. Cái máy nó êm tới nỗi mà em bao cho anh chị luôn nha. Khi mà anh chị đừng nói là xe máy nó êm là chuyện bình thường rồi. Này ô tô nè anh chị, đứng kế bên xe nè. Nghe được cái tiếng dây cu ro thôi anh chị, còn cái máy nó không nghe được tiếng máy luôn á. Đó, êm tới cỡ đó đó. Em tự tin em bao cho anh chị luôn, cái xe này bao cho anh chị đi xa luôn nha. Đó, đi xa không nằm đường nha anh chị, mà đi xuyên Việt luôn á, đừng nói đi mà 200-300 cây, đi xuyên Việt luôn 1000 cây luôn anh chị, em bao cho anh chị luôn. Miễn sao anh chị chăm nước mát, chăm nhớt này nọ đầy đủ là đi tới đâu cũng được nha anh chị. Đó. Anh chị nhìn nè, cục máy của nó nè, mấy cái bình dầu của nó nè. Mấy cái bình này mà nó còn trắng tinh như vậy nè anh chị. Nếu mà sử dụng nhiều nha, hay là xe đi nhiều nha anh chị, cái này bị ố vàng hết, còn trắng tinh nè. Nè, cắt nước nè, cắt nước zin luôn nè. Đó, ở bên trong trái tim của cái xe, gọi là trái tim anh chị, nó mới là giá trị nè. Đó, bên trong đây mới là giá trị nè. Đó, một chiếc xe mà gọi là phải nói là vừa đẹp người mà vừa đẹp nết nữa anh chị. Đó, đẹp từ trong ra tới ngoài luôn. Đó, nước sơn zin bên trong là còn đầy đủ hết nha. Đó, sơn zin bên trong còn cực đẹp luôn, cái tem nhôm của nó còn luôn. Kinh khủng không? 27 năm cho một cuộc tình mà nó còn giữ gìn được như vậy. Kể cả cái miếng lót nỉ của nó còn luôn nè anh chị. Đó, keo chỉ nha, không có cấn móc một phân nào hết nha. Đó, đây nè. Cái xe này anh chị, nếu mà anh chị chạy, anh chị nói mà cục máy không ưng là anh chị không có mua được cái xe nào luôn, em đảm bảo với anh chị luôn á. Cục máy chạy cực kỳ phê luôn nha anh chị. Đó, cái máy 4.5 dạp đạp cái là dính ghế, đạp cái dính ghế à. Mấy cao su này nó còn luôn. Đó, cao su này nè, zin của nó còn luôn nè. Đó, chỉ nghe được cái tiếng dây cu ro nè, còn cái máy là khỏi nghe được tiếng máy luôn. Rồi mà phải nói cái dàn lạnh con này vô một cái là mùa đông băng giá luôn nha anh chị nha. Mở máy lạnh lên là mùa đông băng giá luôn, lạnh khủng khiếp. Đó, kiến zin luôn nè. Rồi. Tiền nào của đó thôi anh chị ơi. Rồi bây giờ em sẽ đóng cái nắp capo lại ha, đóng cái nắp capo lại xong em báo giá cho anh chị luôn ha. Đó. Đây này, những ly nước nè. Những ly nước này biết rồi anh chị, là máy êm hay không êm mà. Đó, xe đang nổ máy á, đó. Đây nổ máy á, những ly nước nè, ly bia chứ, ly bia em lộn, ly bia đó. Đó, ly bia đó. Nhìn nó cỡ này mà. Đây nè. Khô queo nè, đó, đâu có đổ miếng nào đâu anh chị, đó, chơi là phải chơi vậy luôn á, nó thực tế cho anh chị thấy luôn á, đó, thấy không, đó, còn 7 màu luôn, kinh khủng quá, tem này nọ còn đầy đủ hết luôn á, máy nó không rịnh một miếng nhớt nào luôn á,
Rồi ok, hỏi nắm đóng đóng nắp capo lại đi, xong rồi báo giá cho anh chị ha. Rồi bây giờ Ngọt sẽ vô Ngọt báo giá cho anh chị ha. Thì Ngọt nhắc lại nha, cái xe mà ngày hôm nay Ngọt đang bán cho anh chị là Land Cruiser FZ80 đời 1997, anh em thường gọi là lăng 80 anh chị. Thì xe này cái gốc của nó là Ngân hàng Nhà nước tỉnh Bình Thuận thanh lý ra, xe chở tiền nha anh chị, 6 chỗ ngồi đó, thanh lý ra, bây giờ là ra tên cá nhân về biển trắng rồi anh chị. Xe chính chủ sang tên rút nhập toàn quốc nha. Chất xe là gọi là chất xe siêu cộp, tại vì những cái xe nhà nước thanh lý ra mới còn những cái xe đẹp, xe cộp như vậy thôi anh chị. Đó, thân vỏ là nước sơn zin hết nha anh chị. Dạ, đồng zin 100%, keo chỉ là nguyên zin, không mất một phân nào hết nha. Con xe này là con xe tâm huyết của em, con xe tâm huyết của em, để mà em mua về để mà em cho gia đình em sử dụng. Nhưng mà ngày hôm nay thì em trải nghiệm xong rồi, em đăng lên em bán lại cho anh chị. Đó, xe chính chủ sang tên rút nhập toàn quốc nha anh chị. Nói chung là cục máy bao cho anh chị đi xa luôn, không nằm đường nha anh chị, bao cho anh chị đi cả xuyên Việt luôn nha. Đó, thì hôm nay em bán cái giá là 185 triệu nha. Anh chị nên nhớ nha, tiền nào của đó thôi. Những cái xe mà đời thấp á anh chị, FZ80 vậy đó, anh chị kiếm những cái xe cộp, xe đẹp á, nó khó lắm anh chị. Ví dụ mà lăng 100 hay lăng 105, đời 2000, đời 2003 này kia, anh chị kiếm những con xe đẹp, xe cộp nó vẫn còn anh chị. Mà cái dòng FZ80 á, anh chị kiếm những con xe cộp, xe đẹp như vậy nó khó lắm anh chị. Nó ít trên thị trường lắm, nó cũng không còn nhiều đâu. Đó, nói chung là tiền nào của đó thôi anh chị. Thì anh chị đừng có so sánh với những cái xe gọi là xe dập, xe nát, hay là những cái xe mà 130, 140. Anh chị cứ tham khảo những cái xe đó đi, rồi anh chị hãy qua bên em, anh chị liên hệ mua để đỡ mất thời gian. Đó, tiền nào của đó thôi anh chị xác định mua một cái xe về để mà anh chị sử dụng, anh chị cho gia đình mình đi sử dụng, hay mua một cái xe về để sửa chữa, để nó khác nhau nha anh chị nha. Đó, cái xe này á, anh chị về là đi thôi, không có tốn 1.000 nào làm cái gì hết anh chị. Đó, chỉ về là chăm nhớt, là chăm nước mát này nọ, là đi theo định kỳ thôi. Đó, vỏ em cũng thay mới, đăng kiểm em cũng thay mới cho anh chị luôn rồi, đăng kiểm mới cho anh chị luôn rồi ha. Với giá 185 triệu này á, em bao cả chi phí rút hồ sơ luôn cho anh chị nha, bao rút hồ sơ miễn phí cho anh chị luôn nha. Em không bao vận chuyển nha. Thì anh chị nào mà có nhu cầu vận chuyển á, gần gần mà trong nội thành Sài Gòn của mình á, thì em sẽ vận chuyển miễn phí cho anh chị. Còn nếu mà anh chị ở xa tầm khoảng 200-300 cây cách Sài Gòn thì anh chị phụ em cái tiền mà xăng cộ với lại tiền tài xế á, em thôi tài để cho người ta chạy xuống người ta giao cho anh chị ha. Đó. Thì mong anh chị cũng hiểu giùm em là một cái clip em đăng rất là chi tiết rõ ràng rồi. Đó, thì em sẽ không có gửi qua Zalo hình ảnh gì hết. Anh chị coi được thì anh chị liên hệ em mà mua nha. Đây, số điện thoại của em 0393399939 nha. Nhắc lại nha, con xe này là con xe của gia đình em. Em mua để gia đình em sử dụng, cho nên rất là tâm huyết nha anh chị, về là đi thôi nha. Rồi, em cảm ơn chị rất là nhiều nha. Rồi bây giờ em sẽ vô số em trải nghiệm, em quay cho anh chị coi ha. Cái xe này nó mạnh tới nỗi mà khi mà em đợi 3, thường thường là em vô số 2 không à. Ít khi nào mà em để số 1 em chạy lắm. Đó, vô số 2 không à anh chị. Nè, số 2 nè. Đó. Xe máy mạnh lắm anh chị ơi. Mà cái máy nó trâu lắm anh chị ơi. Dòng này phải nói là trâu bò mà. Xe mà xe địa hình mà anh chị. Trâu lắm. Cái góc lái của nó quá rộng đi. Đó. Anh chị nhìn leo lên xe nó gầm cao nè, anh chị nhìn nó bề thế không? Đó. Một con xe mà chưa tới 200 triệu luôn anh chị. Nó chỉ có 185 triệu mà nhiều khi là nó còn rẻ hơn Kia Morning của mình nữa anh chị. Nhưng mà được cái là xe đẳng cấp gia đình mình sử dụng. Mà thật sự em nói với anh chị á, những anh chị nào mà đã chơi vô cái là dòng Land Cruiser này rồi, ít khi nào mà ai quan tâm tới cái chuyện mà vấn đề xăng cộ lắm anh chị. Người ta chơi là chủ yếu là để người ta trải nghiệm, người ta tìm cái cảm giác sướng đó khi mà chạy xe đó, khi mà đi đi camping này nọ, đi cắm trại này nọ gia đình mình á. Chứ ít khi nào mà người ta quan tâm tới vấn đề mà xăng cộ lắm anh chị. Đó, những anh em nào mà chơi Land Cruiser thì không quan tâm tới vấn đề xăng cộ đâu. Nhưng mà con xe này đi không hao xăng nha anh chị. Nó không hao xăng với những cái xe mà gọi là xe cũ, xe dập thôi anh chị. Đó, nó sẽ hao hơn những cái xe mà thí dụ như cái xe 7 chỗ như là Innova này kia, chắc chắn nó phải sẽ hao hơn rồi anh chị. Tại vì máy nó 4.5 mà nó nặng quá, nặng cái xác nó quá nặng rồi anh chị. Đó, bắt buộc nó phải hao hơn là chắc chắn rồi anh chị. Đó. Đạp một cái là dính ghế. Đạp một cái là dính ghế là yếu tim luôn á anh chị. Đó. Ôi, ôi, ôi. Rồi thôi. Thôi tắt máy anh chị ơi, em ra đường lớn rồi anh chị, em không dám cầm máy đâu. Đó, mất công vi phạm luật giao thông nữa. Thôi em tắt máy nha.